Chào các bác, chào mừng các bác đến với kênh mua bán ô tô cũ. Em là Bình. Nếu như đây là lần đầu xem clip của em thì mong các bác để lại cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để chúng ta có thể nhận những video mới nhất về những chiếc xe mà bên em sắp sửa bán. Thì ngày hôm nay, ngày mùng 3 tháng 11 2018, em xin được trân trọng giới thiệu cho tất cả mọi người một chiếc xe. Đó là chiếc Hyundai Getz sản xuất 2009, tư nhân biển Hà Nội, không taxi, không khoan đục, cam kết cho mọi người là không đâm đụng ngập nước, xe sản xuất 2009 bản đủ hai đèn trần. Thì Hyundai Getz của em là chiếc xe số sàn mọi người nhé. Em cam kết cho mọi người là không taxi, do vậy là mọi người đừng chê bai, đừng chê đắt mà cũng đừng hỏi em nhiều về khoản taxi hay không. Chiếc Getz này của em được mang ngoại thất màu bạc. Về phần đuôi xe thì như các bác cũng nhìn thấy, được xe được trang bị biển 5 số, tư nhân biển Hà Nội. Hyundai Getz, hai đèn hậu còn sáng choang, gạt mưa sau và đèn phanh trên cao đầy đủ. Hiện tại chiếc xe này chạy được 9,2 vạn mọi người nhé. Bác nào quan tâm thì cứ alo cho em theo số điện thoại 0968 831 280. Về tổng thành chiếc xe thì xe còn đẹp tới 90%. Cũng gần 10 năm rồi thì cũng không thể nào mà đòi hỏi được một chiếc xe đẹp như thiên nga. Nhưng em cam kết cho các bác là 80% là còn sơn zin. Về nội thất thì xe được trang bị nội thất màu đen, 4 kính tổng và mặt gương chỉnh điện vẫn còn nguyên. Chiếc xe này nó khác biệt với chiếc xe taxi là nó rất là đều xe. Xe vẫn được trang bị ghế nỉ nguyên bản theo xe mọi người nhé. Đây, cho các bác cùng xem hệ thống 4 kính tổng và táp ly cửa lái. Các bác nhìn thấy cái hình bạc bạc không ạ? Vẫn còn nguyên, không hề mòn. Cái nút khóa kính và 4 kính tổng vẫn còn sáng choang, không hề mờ phai. Vô lăng đây cho mọi người cùng nhìn thấy, 9 vạn thì vô lăng nó có tương ứng hay không. Túi khí vẫn còn nguyên, vô lăng thì còn rất là đẹp. Tuy rằng cũng có những vết tích mòn theo thời gian. Hiện tại xe chạy được 9 vạn 2 mọi người nhá. Bản đủ tư nhân sản xuất 2009. Và đây cho các bác cùng xem tổng quan về táp lô, táp ly. Em cam kết cho các bác là không phải là xe taxi, do vậy là tiền nào của nấy. Bác nào thật sự là quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại 0968 831 280. Em là Bình. Giá bán chiếc xe này em bán với giá là 225 triệu giá có thương lượng mọi người nhé. Mọi người nhớ giúp em là em nhấn mạnh là giá có thể thương lượng, nên là ai mà cảm thấy đắt quá thì chúng ta không quan tâm, mà ai thiện chí quan tâm thì cứ alo cho em, chúng ta có thể thương lượng với nhau mọi người nhé. Một lần nữa cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Mong các bác đăng ký kênh giúp em để nhận những video mới nhất về bên em, về những chiếc xe mà bên em sắp bán. Chào các bác.